Thắng Hoàng xin chào toàn thể tất cả các anh em cùng toàn thể các bác nhá. Hôm nay thì Thắng Hoàng lên sóng cho anh em mẫu đầy 3 kênh. Trong kia em còn rất là nhiều. Hiện tại là mới vệ sinh một cái thôi các bác nhá. Sóng máy này thì công suất rất là tốt để cho anh em chơi 600, 600, 1200. Đấy, mẫu này thì anh em chơi gia đình thì tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn. Đấy, anh em nhé, cái này mẫu này anh em thấy không? Thắng Hoàng làm lên đã rất chi là đẹp rồi. Rất chi là đẹp luôn rồi. Ok chưa các bác? Máy này thì tiếng vô cùng hay luôn. Phải khẳng định với các bác một điều rằng cái máy này thì tiếng vô cùng hay luôn. Đấy, anh em chơi cái máy này thì không cần phải suy nghĩ luôn. Không cần phải suy nghĩ luôn, sạch đẹp, chạy bền ổn định, tiếng hay. Đấy, và quan trọng nữa là một cái vấn đề mà các bác luôn luôn hướng tới, một sản phẩm đẹp, một sản phẩm chất lượng rồi nhưng mà cái mức giá nó cũng phải tương đối là mềm. Và em cũng xin cam kết luôn với các bác rằng trong video này Thắng Hoàng gửi đến các bác mẫu đầy 3 kênh với cái giá mà ngoài sức tưởng tưởng tượng của các bác, là mềm hơn cả mềm luôn. Đây, anh em nhìn này, máy như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Đấy. Đây anh em nhé, bên trong khoang nội thất đây. Đấy. Bên trong khoang nội thất đây nó có thêm giảm tụ bù áp ở ngoài đây, nó chạy cho kênh số 3. Đấy. Thêm áp, gọi là thêm cầu áp đấy các bác nhé. Đấy, thêm cầu áp. Dòng này thì nó chạy JVK, với lại cái mạch này nó thiết kế cái tiếng em thấy nghe nó phê lắm các bạn, nghe nó sạch, nó đẹp đấy. Nghe tiếng rất là sạch và rất là đẹp đấy. Tất cả đang hoàn hảo nguyên zin cả các bác nhá, tủ rất là còn phẳng đét luôn à, chưa có bóc cái gì luôn đấy các bạn. Đấy, các cái phần đuôi xử lý tín hiệu gain com bảo vệ mạch, con này hoạt động mạch nó bảo vệ rất là cao. Đấy, máy chạy rất tốt các bác nhá. Đây số 3 này các bác này, đây số 3 này này. Đấy. Tất cả các mẫu này nó đều có keo niêm phong, hàng chưa có bóc luôn. Quạt này nó sử dụng quạt cảm biến nha anh em nha. Khi mà bật khởi động lên là quạt nó sẽ rung, và khi mà chạy nóng lên thì quạt nó sẽ quay điều tốc. Đấy. Cảm biến theo độ nóng của máy và nó sẽ điều chỉnh cái tốc độ quạt. Ba tín hiệu đầu vào, ba tín hiệu đầu linh, ba cái cầu chạm mà để bắt dây loa. Thì cái này nó đánh thiết kế theo cái kiểu mẫu của gia đình rồi. Thì hai kênh đánh full, một kênh đánh súp rồi, nên là nó cũng chả có sử dụng các cái chế độ khác nữa nha các bác nhá. Máy này nó thiết kế cực kỳ là chi tiết luôn. Đấy, cực kỳ là chi tiết luôn các bác nhá. Đấy, máy này nó thiết kế cực kỳ chi tiết luôn anh em ạ. Đó. Nói chung là thì Thắng Hoàng cũng khai thác một chút cái hình ảnh chất lượng ở bên trong để cho anh em nhìn thôi. Còn đánh giá về cái mức độ về cái chiếc máy, và cũng như là anh em kiểm tra về cái đánh giá về cái chất lượng của máy, mức độ đẹp của máy thôi. Còn tất cả mà Thắng Hoàng bán cho các bác sẽ được bảo hành và bao zin. Đấy, bảo hành 3 tháng. Đấy, và chế độ bao zin cho các bác. Còn khi mà mình xem xong rồi thì mình để nắp lại, mình để cái sản phẩm trong cái tủ cái kệ của mình là nó hình thức nó sẽ như thế này thì nó rất là đẹp phải không ạ? Đấy, khi mà thiết bị này để như thế này nó rất là đẹp. Cái mẫu này thì Thắng Hoàng cam kết cho các bác là thứ nhất là máy zin này, hoạt động bảo hành trong vòng 3 tháng này. Và điều nữa là khi mà anh em mua hàng bên Thắng Hoàng, anh em sẽ được phép kiểm tra cũng như là test chất lượng hàng để anh em nhận nhé. Máy này không hay em không bao giờ em bán hàng. Đấy, khẳng định với các bác một câu đến mức độ là như vậy luôn. Đấy. Thiết bị này em bán cho anh em con hàng đẹp luôn nhá. Còn anh em thích mua cái kiểu hàng như thế kia về, con hàng này em sẽ bán cho anh em mức độ hàng đẹp luôn nhá anh em nhá. Đấy, đẹp kính cong luôn. 3.800.000 đồng. 3.800.000 đồng. Còn một cái con hàng mà đây anh em nhá, cái con hàng mà đang còn chưa vệ sinh, con hàng chưa vệ sinh nhé các bác nhé. Đây là cái máy chưa vệ sinh này, thì tất cả sẽ bao cắm điện hoạt động cả 3 kênh, chỉ thổi bụi thôi và cắm điện thôi các bác nhé.
anh em về tự vệ sinh. Đấy, thì em sẽ bán cho anh em với mức tiền là 3,5 triệu. 3,5 triệu còn làm đẹp thì em sẽ bán cho anh em với mức tiền là 3,8 triệu. Giá quá rẻ đúng không các bác? Nói là một mức độ công suất 600 ngàn, 1,2 bán cái giá chưa đến 4 triệu. Đó là nó quá rẻ không tưởng tượng được luôn các bác. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng nhé. Và xin chào tất cả mọi người.